Vâng, bây giờ là 11 giờ ngày 27 tháng 10. Đồ gỗ Tùng Tám xin giới thiệu với các bạn một bộ cuốn thư câu đối gỗ dổi. Cuốn thư câu đối bằng gỗ dổi. Được tục chạm hồng chỉ. Được tục chạm hồng chỉ này. Hồng và chim chỉ. Cuốn thư thì được đục ba chữ Đức Lưu Quang. Đức Lưu Quang ở trên nền gấm. Bên dưới là rơi và bên cạnh là quả đào. Quả đào và cô lô. Đục chạm rất là sắc nét. Hai câu đối thì được đục chữ Hán và Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Trên là được đục chim phượng. Bên dưới là nghê. Thế tôi sẽ quay gần cho mọi người xem. Bây giờ thì có rất nhiều người là chọn hoành phi câu đối bằng gỗ dổi này thay thế cho gỗ mít. Bởi gỗ dổi này rất đều màu và nó ít sâu xia. Nhìn màu nó rất đều màu hơn gỗ mít. Mọi người thì ai có nhu cầu mà sở hữu bộ cuốn thư câu đối này thì cứ liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc là truy cập website đồgỗtùng8.com để được báo giá tốt nhất nhé.